Và em Hùng không nói suông, em Hùng xin mời các anh chị xem dữ liệu của một khách hàng mà em Hùng đã xin phép. Đó là sau 45 ngày triển khai hệ thống phần mềm đào tạo nội bộ Monash Skill Hub thì thời gian xem trung bình đó là 57 giờ trên toàn bộ video 43 giờ. Tổng thời gian xem là hơn 8.000 giờ. Trung bình 1,7 lượt xem trên mỗi người trên mỗi video. Bài học được xem nhiều nhất là hơn 11 lần trên mỗi người và hơn 100.000 lượt xem của video đó. Số câu hỏi được đặt bởi nhân viên là hơn 670 người. Ngoài ra có 77% lượt xem là ở khung giờ từ 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Điều này chứng tỏ nhân viên thật sự có ôn luyện ngoài giờ, xem nhiều hơn một lần và đặt nhiều hơn câu hỏi cho các lãnh đạo. Và đặc biệt hơn, hiện trạng nhân viên trách móc công ty, không đào tạo, không training đã biến mất hoàn toàn 100%. Ngoài ra, trong giờ nghỉ, nhân viên có bàn luận với nhau về nội dung của khóa học. Monash Software rất mong muốn đồng hành chung với nhiều doanh nghiệp hơn với phần mềm đào tạo nội bộ Monash Skill Hub 2.0. Chúng em sẽ dành 100 suất ưu đãi đầu tiên dành riêng cho phần mềm 2.0. Và tính đến tháng 11 năm 2023, chúng em đã có 70 khách hàng. Quý anh chị hãy liên hệ với chúng em ngay tại link bên dưới.